sau khi trở về từ Tabuk với chiến thắng vinh quang được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho. Thì cũng vào năm thứ 9 Hijriyah đó, Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam có ý định rằng sang năm người sẽ hành hương Hajj. Thì năm thứ 9 này, người đã gửi một đoàn người hành hương Hajj trước, gồm 300 người hành hương, dẫn đầu là ông Abu Bakr, để mà hành hương vào năm thứ 9 đó. Thì trên đường đi, ông Abu Bakr đã gặp được Ali. Thì ông Abu Bakr hỏi Ali: người đến đây là người dẫn đầu hay là người đến đây chỉ là người phục tùng? Nghĩa là người đến đây được thiên sứ bảo là dẫn đoàn hay là người chỉ đến đây để mà nghe theo lệnh? Thì ông Ali mới nói: không, tôi đến đây là để đi theo đoàn mà thôi. Thì tất cả mọi người cùng nhau đi đến Mecca để mà hoàn thành cái trách nhiệm hành hương Hajj. Nhưng ông Ali đi đến để mà có một cái nhiệm vụ khác ngoài việc hành hương, đó là ông ta sẽ truyền lại cái lời mặc khải mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã thiên khải cấm những người đa thần hành hương Hajj tại Kaaba vào năm tới đây. Thì năm thứ 9 này là năm cuối cùng họ được phép hành hương theo ý của họ muốn tại Kaaba. Đó là chương kinh At-Tawbah mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã thiên khải xuống vào tháng Shawwal, tức tháng 10 Hijriyah. Thì đến tháng hành hương Hajj, thì thiên sứ bảo ông Ali đi đến tuyên bố với mọi người rằng kể từ năm nay cho đi, bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Đây là thông cáo vô can của Allah và thiên sứ của Ngài trước mọi thỏa hiệp mà các ngươi, những người có đức tin đã ký kết với người đa thần. Do đó, các ngươi, những người đa thần được tự do đi lại khắp nơi trên trái đất trong 4 tháng. Và các ngươi nên biết rằng các ngươi không thể trốn thoát được hoạch định của Allah. Và chắc chắn Allah sẽ hạ nhục những người vô đức tin. Và thông báo của Allah và thiên sứ của Ngài công bố trước toàn thiên hạ vào ngày đại lễ hành hương Hajj rằng Allah và thiên sứ của Ngài vô can với người đa thần. Nghĩa là đây là cái thông báo không cho phép những người đa thần đi hành hương kể từ năm sau, và cũng từ năm sau đó không được phép tawaf xung quanh Kaaba bằng cái hình thức lõa thể giống như những người đa thần đang làm đó. Thì cũng vào năm thứ 9 này được gọi là năm mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đón tiếp từng đoàn và từng nhóm một, từng bộ lạc một từ phương xa đến tìm hiểu về Islam và gia nhập về Islam với số lượng rất đông và rất đông, giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã từng hứa: "Wa ra'aytanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja." Thì ngươi sẽ thấy thiên hạ cải đạo theo tôn giáo của Allah từng nhóm từng đoàn. Nghĩa là sau khi mà Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho Nabi được cái danh dự chiến thắng kẻ thù và giải phóng được Mecca, thì cái danh tiếng đó làm cho tất cả những cái bộ lạc hay những cái nhóm người sống xung quanh khu vực Mecca và Medina nghe đến Nabi và họ bắt đầu tìm đến từng đoàn từng nhóm một hướng đến Medina. Tất cả họ cùng chung một chí hướng tìm đến Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hỏi về Islam, và họ trở về bằng đức tin iman của những người chỉ thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Ngài đã cử thiên sứ Muhammad của Ngài mang theo chỉ đạo và tôn giáo chân lý đến với nhân loại để trưng bày trước toàn thể tôn giáo khác, và chỉ cần Allah xác minh là đủ. Nghĩa là mặc dù Islam ban đầu rất là khó khăn trong cái việc truyền bá, nhưng rồi Allah Subhanahu wa Ta'ala cũng ban cho cái danh dự và chiến thắng và cái vinh quang đến cho tôn giáo ở cái phần cuối đời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và lúc này Islam được bành trướng và Islam được vững chắc,
và Islam được tất cả mọi người trên thế giới nghe được và biết đến nó. Và cái tên tuổi của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không ai mà lại không biết vào cái thời điểm đó. Và kể cả những cái bộ lạc mà trước đây giữa họ với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có sự thù hằn sâu sắc, thì họ nay cũng đã hướng đến Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam để mà đầu quân và để mà gia nhập vào Islam. Trong những nhóm người đó có bộ lạc Abdul Qais. Trong họ có một người đàn ông tên là Ashad bin Abdul Qais. Khi gặp ông ta thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói rằng trong anh có hai cái đặc tính được Allah Subhanahu Wa Ta'ala thương yêu nó. Thứ nhất là cái sự chịu đựng, thứ hai là cái tính kiên nhẫn. Thì ông ta mới hỏi thưa thiên sứ của Allah, đó là hai bản tính mà Allah đã tạo ra cho tôi hay tôi là người đã rèn luyện có được nó? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói không, Allah đã tạo ra cho anh dưới hai cái bản tánh tốt đẹp đó. Và trong những cái đoàn người mà gia nhập vào Islam đó là bộ tộc Daus. Thì cái bộ tộc Daus có một người đàn ông tên là Ibn Amr al-Daus. Ông ta đã vào Islam từ trước rồi, nhưng ông ta đã rất nhiều lần tìm cơ hội giải thích Islam với cái bộ lạc của mình và kêu gọi họ vào Islam, nhưng họ đã không đồng ý nghe theo lời gọi của ông Ibn Amr, mà ngược lại còn gây khó dễ và hãm hại ông ta. Thì ông ta bực tức mới nói với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cầu xin Allah hãy tiêu diệt cái nhóm người Daus đó. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam chẳng những không cầu xin hãm hại họ, mà ngược lại người đã cầu xin Allah Subhanahu Wa Ta'ala thương xót và hướng dẫn họ, và người đã cầu xin là Allah cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bộ tộc Daus, cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bộ tộc Daus, và cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bộ tộc Daus, xin Ngài hãy dẫn lối họ đến với bề tôi. Thì Allah Subhanahu Wa Ta'ala đã cho cái nhóm người Tufail, họ đã dắt lại 80 hộ gia đình của dòng họ Daus đến gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sau khi họ đã chấp nhận và tuyên thệ Islam. Madinah vào cái năm đó là cái năm mà hầu như lượng khách đến Madinah nhiều nhất kể từ trước đến thời điểm bây giờ, và hầu như họ đến với mục đích chung đó là tìm hiểu về Islam, sau đó gia nhập về Islam, và sau đó họ trở về với đức tin iman tràn đầy trên tôn giáo của Allah Subhanahu Wa Ta'ala ban xuống cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cho nên cái số lượng người tăng lên rất là đáng kể trong 2 năm mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam giải phóng đường Mecca. Thì chúng ta còn nhớ vào năm thứ 8 sau khi mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam giải phóng Mecca, thì lúc bấy giờ chỉ có 10.000 quân tấn công Mecca. Thì 2 năm sau đó vào năm thứ 10, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hành hương Hajj trở lại Mecca với số lượng người đông hơn 124.000 người, gồm cả nam và nữ. Thì số lượng nó tăng lên rất là nhiều lần bởi Allah Subhanahu Wa Ta'ala đã hứa với Nabi wa ra'aytanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, rồi ngươi sẽ thấy thiên hạ kéo nhau gia nhập vào tôn giáo của Allah từng đoàn từng nhóm. Thì lúc bấy giờ thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam hầu như bài trừ hết những cái mối hiểm họa có gây hại đến Islam, giống như là bị đã cử phái người đi tiêu diệt những cái tên đầu đảng luôn gây cản trở và khó khăn đến Islam. Trong đó có một người đàn ông là một nhà thơ, ông ta là Ka'b bin Zuhair. Ông ta là một người từng chống đối Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nhưng nay ông ta có ý định quy thuận Islam và gia nhập vào Islam. Thì ông ta không biết Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có chấp nhận tha thứ cho ông ta hay không. Thì ông ta tìm đến Madinah, gặp một người đàn ông Ansar và hỏi ông ta. Vì người đàn ông Ansar nó mới khuyên anh hãy đến gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vào giờ Salat Fajr xong, sau đó anh hãy tuyên bố với người và anh đã là người Muslim. Thì ông Ka'b đến gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sau hành lễ Salat Fajr xong. Lúc bây giờ Nabi vẫn chưa có biết được ông Ka'b bin Zuhair này là ai cả, chưa từng gặp mặt trước đó. Sau khi hành lễ Salat xong thì ông ta đến ngồi trước mặt Nabi và nắm tay của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì ông ta nói thưa thiên sứ của Allah, nếu như Ka'b bin Zuhair ông ta chấp nhận về Islam và quy thuận Islam, vậy chứ người có chấp nhận ông ta hay không? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói có. Thì ông ta mới nói thưa thiên sứ của Allah, tôi chính là Ka'b az-Zuhair. Thì nghe đến tên ông ta thì hầu như những người Muslimin đứng dậy. Một người dân Ansar mới lên tiếng nói thưa thiên sứ của Allah, xin người hãy cho tôi lấy đi cái đầu của cái tên đó. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói không,
hắn đã đến đây bằng một sự sám hối chân thành và gia nhập vào Islam, thì chúng ta đã thấy Allah subhanahu wa ta'ala đã gửi Nabi sallallahu alaihi wasallam đến. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Và ta đã không gửi ngươi hỏi Muhammad đến với thiên hạ ngoài trừ đó là sự thương xót và lòng khoan dung che chở của Allah subhanahu wa ta'ala dành cho toàn nhân loại. Thì trong những cái nhóm người đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam thì có một nhóm dân Najran. Họ là những người Thiên Chúa sống ở phía Nam. Đến gặp Thiên Sứ sallallahu alaihi wasallam thì họ đi đến một nhóm người gồm ba lãnh đạo trong nhóm họ. Một người gọi là Aqibu, người thứ hai là Sayyidu, người thứ ba gọi là Uskuf. Và ba người này đã đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam và hỏi Nabi một số câu hỏi, trong đó hỏi người về Isa alaihi salam. Thì khi hỏi về cái câu này thì Allah subhanahu wa ta'ala thiên khải xuống cho Nabi sallallahu alaihi wasallam một cái câu kinh nói về sự ra đời của Nabi Isa alaihi salam. Inna masala Isa inda Allahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbik fala takum min al-mumtarin. Quả thật việc tạo hóa Isa đối với Allah cũng giống như việc Ngài tạo hóa ra Adam. Ngài đã tạo Adam từ đất sét rồi phán hãy thành, thế là Adam đã thành con người hoàn chỉnh đúng như thế. Hỡi Thiên Sứ Muhammad, chân lý thật sự đến từ Thượng Đế của ngươi, cho nên ngươi chớ đừng đem lòng hoài nghi. Thì sau khi Nabi sallallahu alaihi wasallam đọc cái câu kinh này cho họ nghe thì họ không đồng ý. Họ nói làm sao mà Isa giống như Adam cho được, tại vì họ đã tôn sùng và đẩy Isa lên vị trí đó là thần thánh và tôn thờ Isa, cho nên họ không chấp nhận việc Isa được tạo ra giống như ông tổ Adam. Thì lúc này Nabi sallallahu alaihi wasallam mới thách họ nói, vậy thì các ngươi hãy cùng với bọn ta, chúng ta hãy cùng với nhau cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, nếu như sự việc không đúng như những gì ta nói thì Allah sẽ nguyền rủa lên kẻ nào đã nói dối về Isa. Thì họ đồng ý. Thì qua ngày hôm sau, Nabi sallallahu alaihi wasallam cho gọi Fatima là con gái của người và hai người cháu ngoại của người là Hassan và Hussein, con gái của Fatima, cùng đến gặp họ. Và họ đến gặp Nabi. Nhưng khi họ gặp Nabi đã tập hợp mọi người giống như Nabi đã hứa ngày hôm qua, rằng tập trung hết nam nữ của họ và con cháu của đôi bên để mà cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, và rồi Allah sẽ nguyền rủa đối với kẻ nào đã dối trá dốc láo về Nabi Isa alayhi salam. Nhưng họ lại sợ, họ không dám. Họ đã rút lui, họ đã không dám đứng ra thề thốt và cầu xin Allah như vậy. Và cái câu kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo đó là Nad'u abana ana wa abana akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Now, các ngươi hãy đến đây và gọi luôn cả vợ và các con của chúng tôi, cũng như cả vợ và các con của các ngươi, rồi mỗi người trong chúng ta cầu xin lời nguyền của Allah subhanahu wa ta'ala giáng lên đầu của kẻ nói dối. Khi mà sự tập trung đó làm cho họ sợ rằng Nabi đã làm đúng như những gì Nabi đã hứa, còn họ thì lại không dám, cho nên họ đã không chấp nhận làm theo. Và họ đồng ý đóng thuế thân cho Islam. Tuy nhiên vẫn có lời kể rằng đa số nhóm người đi đến đã gia nhập vào Islam, chỉ còn lại một số ít, trong đó có ba tên lãnh đạo đã không gia nhập vào Islam mà họ trở về tiếp tục trên tôn giáo của mình. Và trong cái đoàn người đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam có một bộ tộc Tây, trong đó có ông Zaid bin Al-Khail. Ông ta là một người thể hiện tấm lòng ngoan đạo nhiều nhất trong nhóm của mình. Và ông ta đã có một sự ngoan đạo làm cho Nabi sallallahu alaihi wasallam chú ý đến ông ta hơn những người khác. Cho nên Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đổi ông ta từ cái tên Zaid Al-Khail trở thành Zaid Al-Khair. Al-Khair nó có nghĩa là tốt đẹp, rằng ông ta sẽ được tốt đẹp hơn dưới cái tên được Nabi sallallahu alaihi wasallam đổi từ nay trở đi. Và trong những cái đoàn người đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam thì có một đoàn người của bộ tộc Hanifa, trong đó có tên Musaylimah. Hắn là một tên đại biệp lừa dối. Sau khi hắn
cùng với nhóm người của mình đến Medina và gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, truyền bảo về Islam và được chọn lựa làm Nabi đối với người nào mà Allah Subhanahu Wa Ta'ala muốn, thì cái điều đó làm cho y phẫn nộ và ganh tị và đố kỵ. Sau khi trở về thì y lại tuyên bố với dân làng của mình, hắn chính là Nabi được gửi sau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, và hắn đã có những cái thái độ và cử chỉ bịa đặt, bảo rằng hắn cũng được thiên khải giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam được thiên khải ở Medina kia. Và vào năm thứ 10 Hijriyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã gửi ông Mu'adh bin Jabal đi đến Yemen làm việc cho người. Thì trước khi ra đi, Nabi đã chia tay ông ta mà nói: chắc có lẽ khi anh trở về sẽ không còn gặp được ta, và chắc có lẽ anh sẽ phải đi ngang mộ của ta và chỉ còn thấy mỗi cái message của ta thôi. Thì ông Mu'adh bin Jabal, ông ta đã ngạc nhiên về cái sự chia tay của Nabi, làm sao mà như thế được trong khi người vẫn còn sống mạnh khỏe như thế này đây. Và rồi cũng năm đó, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã tuyên bố với mọi người người sẽ hành Hajj, và thông báo với tất cả những ai có ý định đó hãy đến để mà chuẩn bị đi với thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì số lượng người họ đến rất là đông cùng với thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Gần đến tháng Dhulqa'dah, tức tháng 11 Hijriyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã rời Mina để mà hướng đến Mecca hành Hajj. Thì trước tiên người đã đến tại cái ranh giới là Hudaybiyah để mà ihram. Thì tại đây người nói: Allah Subhanahu Wa Ta'ala đã ra lệnh cho ta hành lễ tại cái thung lũng hồng phúc này, và tại đó người đã hành lễ Salah Dhuhr và hành lễ Salah Asr. Sau đó người được bà Aisha xức dầu thơm cho người trên cơ thể, và sau đó người đã bước vào định tâm hành hương cũng như tất cả những người khác đã làm theo thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Và sau đó người hướng về Mecca với cái đoàn quân hùng hồn và với cái đoàn người rất là đông, hơn 124.000 người cùng với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vào thời điểm bấy giờ, một con số mà trước đó chưa từng có đông như thế. Và lực lượng của Islam ngày hôm nay đã được Allah Subhanahu Wa Ta'ala ban cho hùng mạnh biết dường nào. Và tất cả họ cùng hô to cái lời talbiyah: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Thì khi đến Mecca thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã đến tại cục đá đen, và người đã tawaf 7 vòng, và tất cả những người sahabat trong đoàn cũng đã đi tawaf như thế cùng với người. Sau đó người đã đến núi Safa và bên lên trên núi Safa người đã dua và đã cầu xin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tụng niệm tán dương Allah. Rồi người rời núi Safa mà đi tawaf đến Marwa và đi qua đi lại như thế 7 vòng. Sau đó người kết thúc cái việc umrah của mình, nhưng người không có tahallul, và người ra lệnh cho tất cả những ai không có dắt cừu hay dắt lạc đà theo để mà làm giết tế thì những người đó hãy tahallul xong kết thúc umrah của mình và trở lại hiện trạng bình thường, sau đó sẽ bắt đầu trở lại vào ngày Tarwiyah. Còn riêng Nabi và những người nào đã có dắt cừu giống như người không được phép tahallul, thì cái hành hương Hajj này của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam được gọi là Hajj Qiran. Còn những người nào mà umrah xong mà họ lại tahallul ăn mặc là bình thường thì họ được gọi là Hajj At-Tamattu'. Cho đến ngày Tarwiyah, tức ngày mùng 8, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cùng với tất cả những người nào đã tahallul trước đó bắt đầu mặc ihram trở lại và định tâm hành hương Hajj trở lại. Sau đó tất cả rời vị trí ở của mình cùng nhau tập trung tại Mina. Và tại Mina, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã hành lễ Salat Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha và Fajr. Tất cả mỗi giờ đều hành lễ trong cái giờ của nó, và những lễ Salat nào gồm 4 rak'at thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã hành lễ Salat lại còn 2 rak'at. Sau đó đến khi mặt trời đã mọc qua ngày hôm sau, đó là ngày Arafah, tức ngày mùng 9 Dhulhijjah, thì Nabi đã rời Mina hướng đến Arafah. Đó là ngày mà mặt trời, đó là ngày tốt nhất để mặt trời mọc lên, và đó là ngày tốt nhất trong năm.
Khi đến nơi thì Nabi sallallahu alaihi wasallam dừng chân ở tại cái vị trí đó gọi là Namira. Ở tại đó. Và sau khi mặt trời đã nghiêng bóng thì Nabi sallallahu alaihi wasallam bắt đầu đi vào vùng đất Arafah. Và tại vùng đất Arafah đó, người đã đứng lên trước mọi người để mà người đọc bài khutbah. Dưới sự chứng kiến của hơn 124.000 người gồm cả nam lẫn nữ cùng hành hương Hajj dưới thiên sứ sallallahu alaihi wasallam, và họ cùng nhau truyền lại lời nói cho những người ở phía sau, cho Nabi cho phía sau nghe về lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam nói ở bài khutbah. Trong những cái lời mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói vào ngày Arafah đó, thời gian mà Allah subhanahu wa ta'ala cho nó xoay chuyển giống như cái ngày đầu tiên mà Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo hóa ra trời đất là một năm gồm có 12 tháng, trong đó nó có 4 tháng cấm kỵ, 3 tháng liên tiếp nhau, đó là tháng Dhul-Qa'dah, tháng Dhul-Hijjah và Muharram, tức tháng 11, 12 và tháng Giêng, và một tháng Rajab, tức là tháng 7. Đó là 4 tháng cấm kỵ tôn trọng trong 12 tháng mà Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo. Và người còn nói, quả thật rằng tất cả hận thù giết chóc của thời tiền Islam đều xóa bỏ kể từ ngày hôm nay. Và cái hận thù đầu tiên phải xóa bỏ đó là sự hận thù của dòng họ trong ta, đó là Ibn Rabi' bin Harith. Và Nabi Sallam còn nói, tất cả mọi việc làm riba, tất cả mọi hình thức riba của mà thời tiền Islam đều được phải được xóa sạch. Và người đầu tiên quy định cho cái việc riba đó là ông Abbas bin Abdul Muttalib. Tất cả đều việc xóa sạch kể từ nay. Và các ngươi hãy cư xử tốt với phụ nữ. Và các ngươi hãy cư xử tốt với phụ nữ. Và các ngươi hãy cư xử tốt với phụ nữ. Và các ngươi hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala mà cư xử đàng hoàng với phụ nữ. Và thiên sứ sallallahu alaihi wasallam còn nói, và ta đã để lại cho các ngươi hai thứ, các ngươi sẽ không bao giờ lầm lạc sau đó nếu như các ngươi vẫn còn bám sát lấy hai thứ đó, đó là Quran, kinh sách của Allah, và Sunnah, đường lối của ta. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam còn nói, và rồi sau này các ngươi sẽ được hỏi về ta, vậy các ngươi sẽ trả lời như thế nào? Cả những người có mặt trong cùng trong cái thời điểm đó, họ đồng nói một lời, đó là người đã truyền đạt xong, người đã khuyên bảo xong, và người đã hoàn thành trách nhiệm. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã giơ ngón tay trỏ của mình lên trên trời và ngước mắt nhìn lên trời, và người nói, cầu xin Allah hãy chứng nhận cho. Và sau đó người chỉ trở lại nhóm người đứng trước mặt mình, và người thiên sứ nói, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chứng nhận cho sự việc này, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chứng nhận cho sự việc này. Và cũng ngay cái thời điểm đó, Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống câu kinh Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ngày nay ta đã hoàn tất tôn giáo cho các ngươi, và ta đã ban cho các ngươi đầy đủ ân huệ của ta, và ta cũng đã hài lòng Islam là tôn giáo của các ngươi. Đó là câu kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala đã khiên khải xuống ngay cái thời điểm tốt đẹp nhất trong năm, và ngay cái lúc đẹp nhất là Nabi sallallahu alaihi wasallam đang đứng tại Arafah vào một cái thời gian thiêng liêng nhất của những tín đồ Muslimin. Và khi câu kinh này được thiên khải xuống thì Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ông ta đã khóc. Thì thiên sứ đã hỏi, tại sao ông khóc? Thì ông ta mới nói, thưa thiên sứ của Allah, tất cả mọi thứ khi nó đã đầy đủ thì nó sẽ bị mất dần. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói đúng như thế. Sau đó người đã ra lệnh cho Bilal Azan, và người đã hành lễ Salat Dhuhr cùng với tất cả mọi người dưới hai rách, sau đó có mắt, sau đó Iqamah lần thứ hai, và người đã hành lễ Salat Asr cùng với hai rách. Rồi người đã lên trên con lạc đà của mình đi đến một cái vị trí, sau đó người đã hướng mặt về Qibla, mọi người dua cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho đến mặt trời lặn. Sau khi mặt trời lặn hoàn toàn thì người rời khỏi Arafah mà hướng đến Muzdalifah. Khi đến được Muzdalifah thì người sallallahu alaihi wasallam hành lễ salat maghrib 3 rak'at, salat hành lễ isha 2 rak'at, và người nằm nghỉ sau đó. Cho đến sáng ngày hôm sau là ngày mùng 10 thì người đã hành lễ salat fajr. Sau khi hành lễ fajr xong thì người đã đi đến vị trí gọi là Mash'aril Haram. Tại đây người đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala giống như ngài đã phán,
فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Thì các ngươi hãy tụng niệm Allah tại Mash'ar al-Haram. Các ngươi hãy tụng niệm Ngài đúng theo cách mà Ngài đã dạy cho các ngươi, bởi trước đây các ngươi là những kẻ lầm lạc. Và sau đó thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đứng tại vị trí Mash'ar al-Haram đó dua rất là lâu, cho đến khi mặt trời ửng đỏ nhưng chưa kịp mọc thì người đã rời khỏi Muzdalifah mà hướng đến Mina. Trên đường đi hướng về Mina vào thời điểm đó thì người đã lượm 7 viên đá nhỏ và người nói với mọi người: các ngươi hãy làm giống như ta đây và hãy nhặt những viên đá tương tự như ta đây và các ngươi hãy lấy từ ta nghi thức hành hương Hajj. Và khi đến vị trí Aqaba, tức là cái bục đá lớn nhất, thì người đã ném đá vào cục đá đó, mỗi lần ném một viên và đọc kèm theo câu Allahu Akbar mỗi lần ném, và sau đó người đã ném xong 7 cái viên đá đó. Rồi người đã cạo đầu, sau đó người bảo mọi người dắt đến cho người những con lạc đà để người giết làm qurban với số lượng là 100 con được đưa đến. Và thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã tự tay mình cắt tiết 63 con và còn lại 37 con thì người giao cho Ali giết số còn lại. Thì chúng ta thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cắt tiết số lượng lạc đà đúng với cái số tuổi của người. Sau đó người vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc mới và đẹp. Rồi người hướng đến Mecca để mà đi tawaf ifada. Thì cái tawaf này được gọi là tawaf hành hương Hajj, tawaf ifada hay là tawaf ziyara. Và sau khi tawaf ifada xong, thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã tập trung mọi người lại và người cũng đã nhắc lại một vài điều mà ngày hôm qua người đã nói ở Arafah. Thì tại đây người cũng đã nói với mọi người, người hỏi: các người có biết hôm nay là ngày gì không? Thì mọi người mới nói: Allah và thiên sứ của Ngài mà rõ. Do đó họ yên lặng. Họ nghĩ rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam sẽ gọi ngày hôm nay là ngày khác, cái ngày thường gọi. Thì người nói: không phải hôm nay là ngày Nahar, tức là ngày Roja Eid hay sao? Thì mọi người mới nói: dạ đúng thưa thiên sứ. Thì người mới tiếp: các người có biết tháng này là tháng gì không? Thì mọi người mới nói: Allah và thiên sứ của Ngài mà rõ. Rồi mọi người yên lặng. Mọi người yên lặng cứ tưởng rằng thiên sứ sallallahu alaihi wasallam sẽ đặt cho cái tháng này là một cái tháng khác. Rồi người mới nói: không phải đây là tháng Dhu-Hijjah hay sao? Thì mọi người mới nói: đúng thưa thiên sứ. Sau đó người hỏi: các ngươi có biết đây là quê hương nào hay không? Thì mọi người mới nói: Allah và thiên sứ của Ngài mà rõ. Rồi mọi người yên lặng. Mọi người cứ tưởng rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam sẽ đặt cho cái tên mới cho cái quê hương này. Sau đó người mới nói: đây không phải là vùng đất Haram linh thiêng hay sao? Thì mọi người mới nói: đúng rồi thưa thiên sứ của Allah. Và sau đó thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới nói tiếp: quả thật rằng sanh mạng của các ngươi, tài sản của các ngươi là thứ bất khả xâm phạm Haram, cấm các ngươi xâm hại lẫn nhau, giống như cái việc cấm của ngày hôm nay đây, trong tháng này đây và tại quê hương này đây, cho đến ngày mà các ngươi gặp lại thượng đế của các ngươi. Và Nabi nói: ta đã thông báo rồi và ta đã tuyên truyền rồi và ta đã thông cáo xong. Và tất cả mọi người mới nói: dạ thiên sứ đã hoàn thành, thiên sứ đã hoàn thành. Thì Nabi Sallam mới nói tiếp: Allahumma shahad, cầu xin Allah làm chứng cho. Và Nabi còn nói tiếp: các ngươi hỏi những người đang có mặt, hãy truyền lại lời lẽ này cho những người vắng mặt và các ngươi đừng bao giờ trở lại cái hiện trạng vô đức tin, rồi các ngươi sẽ giết chết lẫn nhau. Sau khi xong thì người đã trở về Mina và qua đêm ở đó trong ngày 11, 12 và 13. Trong các ngày đó thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đều ném đá ở ba trụ Sughra, Wusta và Kubra, tức là trụ nhỏ, trụ dừa và trụ lớn, mỗi trụ đều 7 viên và mỗi một viên đều ném cùng với cái câu Allahu Akbar. Và cứ như thế thiên sứ sallallahu alaihi wasallam hoàn thành cái việc hành hương của Hajj của mình. Vào ngày 13, người sallallahu alaihi wasallam cùng với tất cả mọi người rời Mina đi đến vùng đất Abtaha và người đã qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trở về Mecca và người đã tawaf wida. Và có lẽ đây là lần tawaf mà Nabi sallallahu alaihi wasallam không còn cơ hội tawaf thêm một lần nào nữa sau này. Và cái việc hành hương Hajj này được gọi là Hajj wida,
Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, đây là lần đầu tiên trong đời của người người hành hương, và người đã có những cái cử chỉ và thái độ và những lời nói dường như là chia tay với tất cả mọi thứ mà người đi qua, và tất cả lời lẽ người nói đều ẩn ý rằng người sẽ không còn gặp lại họ sau này. Và cũng như người đã từng nói, có lẽ rằng ta sẽ không còn gặp được các ngươi sau năm nay nữa, có lẽ rằng ta không còn gặp được các ngươi sau năm nay nữa. Âu đó cũng là cái dấu hiệu bảo rằng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gần như trở về với Allah. Cũng giống như khi câu kinh Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, được thiên khải xuống, thì Umar đã khóc, nói rằng tôn giáo khi nó đầy đủ thì nó sẽ bị mất. Còn ông Abu Bakr, ông ta đã khóc, thầm hiểu được rằng khi cái tôn giáo nó đã hoàn chỉnh thì chắc có lẽ Nabi cũng không còn bao lâu nữa phải rời xa thế giới loài người này để trở về với đấng chủ nhân đã tạo ra người, trở về với đấng đã gửi người xuống với thế giới trần gian này. Cho nên ông ta đã khóc rất nhiều, và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nhìn vào cái người bạn thân của mình bằng cái sự đồng ý và tán thành với cái ý nghĩ đúng đắn của ông ta. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam như thế đã hoàn thành cái việc hành hương Hajj của mình vào năm thứ 10 Hijriyah, và người cùng với tất cả mọi người quay trở về Madina. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala thương xót và ban barakat cho tất cả những gì chúng ta nghe và chúng ta học. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala cho chúng ta được xóa tội qua cái sự cố gắng của chúng ta trong việc tìm hiểu cái tôn giáo của mình, nhất là tìm hiểu về tiểu sử của vị lãnh đạo tốt đẹp nhất trong thế giới loài người từng sống, từng đi, từng là người chồng, từng là người cha, từng là một anh hùng, từng là người đã cư xử tốt đẹp với kẻ thù như thế nào. Thì wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.